quý vị và các bạn thân mến, ông Sackler Dean Bovary lấy con gái một nhà buôn mũ vì món hồi môn là 6 vạn quan. Bản tính tiêu xài hoang phí cũng như thói trang hoa của ông Sackler khiến bà vợ rất đau khổ. Nhưng vốn là người yêu chồng một cách phục tùng nên bà vợ không dám than phiền. Cậu con trai Sackler trở thành niềm hy vọng của bà mẹ. 12 tuổi, cậu bé Sackler mới đi học và thường bị các bạn cùng lớp trêu chọc lên trung học, nhờ học tập cần cù mà Schler giữ hạng trung bình trong lớp. Cuối năm đệ tam, ông bà Schler cho cậu theo học ngành y và hy vọng tương lai con trai sẽ trở thành một bác sĩ. Nhưng dường như họ quá kỳ vọng vào trí tuệ của con trai. Những môn học ngành y thực sự quá khó với lờ. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp trong tiểu thuyết Bà Bovary của nhà văn Gustave Flaubert. gầy đi, người dài ra, nét mặt như mang một cái gì sầu thảm, trông cũng hay hay. Cố nhiên, bởi thiếu nhiệt tình, hắn đi tới chỗ rời bỏ những điều mình quyết định trước kia. Có một lần hắn không đi thăm bệnh, hắn bỏ buổi nghe giảng vào hôm sau. Rồi dần già, hắn chẳng đến lớp học nữa khi hắn đã thưởng thức một cách khoái trá cái lười. Hắn làm quen với tiệm rượu, say xưa đánh tài cộng. Đối với hắn, tối tối giam mình vào một phòng công cộng bẩn thỉu để đập trang chát trên bàn đá hoa, những quân bài bằng xương cừu nhỏ, điểm chấm đen, là một hành vi tự do quý báu, làm tăng giá trị của mình. Cái đó tựa hồ bài học vỡ lòng về cuộc đời, bước đầu đi vào những thú vui bị ngăn cấm, và mỗi lần bước vào, hắn đặt tay lên đúng cửa với một niềm vui hầu như thuộc về nhục dục. Thế là bao nhiêu điều dồn ép trong lòng được giãn nở. Hắn học thuộc lòng những khúc ca để hát trong những dịp thù tạc, nức lòng tán thưởng gi, biết pha chế rượu tiệc, và cuối cùng là biết yêu đương. Vì chuẩn bị như thế, hắn thất bại hoàn toàn ở kỳ thi y sĩ. Ngày tối hôm ấy, cả nhà hắn mong chờ hắn để mừng kết quả. Hắn đi bộ về nhưng dừng chân ở cổng làng. Hắn nhờ người gọi mẹ ra, kể cho mẹ đầu đuôi mọi sự. Mẹ hắn tha thứ cho hắn đổ việc hắn thi hỏng là tại ban giám khảo bất công. Bà ta chấn tĩnh hắn đôi chút và nhận dàn xếp mọi việc. Mãi năm sau, ông Bovary bố mới rõ sự thật thì chuyện ấy đã cũ rồi. Ông ta đành chịu và lại ông ta chẳng thể nghĩ rằng đứa con dứt ruột của mình lại là một thằng ngu ngốc được. Charles lại cặm cụi học và không ngừng chuẩn bị những môn phải thi bằng cách học thuộc lòng trước mọi vấn đề hắn thi đậu với một số điểm khá cao, thật là một ngày tốt đẹp xiết bao dành cho bà mẹ. gia đình hắn mở một bữa tiệc linh đình. hắn sẽ đi đâu hành nghề đấy? ở vùng Tos, ở đó chỉ có một y sĩ già. từ lâu bà Bovary mẹ chờ đợi lão ta chết, nhưng lão chưa kịp cuốn gói về với tổ tiên thì xác lơ đã đến dựng phòng khám bệnh trước cửa nhà lão như người kế nghiệp sẵn sàng. Nhưng nuôi con khôn lớn, cho nó học nghề thuốc, rồi tìm vùng tốt để nó lập nghiệp chưa phải là đã hết. Còn phải cưới vợ cho nó nữa. Bà ta liền kiếm cho con một người. Đó là một người đàn bà quá mà người chồng chết đi là một viên mõ tòa ở DP. Mụ đã 45 tuổi, có lợi tức hàng năm tới 1.200 đồng. Tuy mụ xấu xí, thân hình khô cằn như bó củi và đầy mụn mọc như búp mùa xuân, nhưng quả thật mụ không thiếu gì đám nhỏ ngó. Để đạt được mục đích, bà Bovary mẹ buộc phải hất cẳng mọi đám. Bà ta lại còn rất khôn khéo, phá vỡ âm mưu của tay hàng thịt được bọn cha cố ủng hộ. Sạc lờ hy vọng. Lấy vợ là mở đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn, tin tưởng mình sẽ được tự do hơn, sẽ làm chủ vợ mình và tiền tài của vợ mình nữa. Nhưng chính vợ hắn mới là chủ. Trước thiên hạ, hắn cần phải nói điều này không được nói điều kia phải ăn chay vào ngày thứ sáu phải ăn mặc như ý vợ hắn muốn phải thúc bách những con bệnh chưa trả tiền theo lệnh của vợ hắn mụ bóc thư riêng của chồng theo dõi từng hoạt động của động. chồng và nghe trộm qua vách khi chồng khám bệnh cho đàn bà sáng nào mụ cũng phải có sô cô la điểm tâm bắt chồng phải đặc biệt nâng niu chiều trộm mình mụ luôn miệng than thở về gân cốt tim phổi khí huyết của mình tiếng chân người đi lại làm mụ khó chịu người ta bỏ đi mụ kêu mụ bị chơi trọi một cách thảm hại người ta trở lại thì mụ bảo chắc hẳn là để xem mụ chết đi đêm hôm lúc xác lơ về nhà mụ thò hai cánh tay khẳng khiu ra khỏi chăn bá lấy cổ chồng bắt chồng ngồi xuống thành giường mụ kể lể mọi nỗi niềm buồn tuổi của mình nào là hắn quên mụ nào hắn đã yêu người khác người ta đã nói rõ ràng là mụ sẽ khổ rồi mụ kết thúc bằng việc đòi hắn rót cho mụ một thứ thuốc ngọt nào đó để người mụ được khỏe mạnh và tăng thêm chút dục tình. Một đêm, vào khoảng 11 giờ, cả nhà thức giấc bởi tiếng chân ngựa dừng đứng ở ngay trước cửa. Chị hầu gái mở cửa gác thượng ngó xuống, rồi trao đổi một lúc với người đàn ông đứng dưới phố. Người này đến mời ông thầy thuốc, có mang theo một phong thư nathalie run lên cầm cập bước xuống cầu thang rồi mở khóa kéo then người lạ để ngựa đấy theo chị đột ngột vào buồng của lơ anh ta lấy từ trong cái mũ len có tròn lông xám ra một bức thư cuốn trong miếng vải và lễ phép đưa cho shakler lơ tì khuỷu tay xuống cối để đọc nathalie đứng cạnh giường cầm đèn bà chủ vì ngượng ngùng nằm quay mặt về phía tường còn để lộ tấm lưng Bức thư có gắn dấu nhỏ bằng xi si màu lơ, cầu mong ông Bovary đến ngay trang trại Beto để cứu một người bị gãy chân. Mà từ Tos đến Beto phải đi sáu dặm đường tắt qua Longville và Saint Victor. Đêm tối như bưng, bà Bovary còn lo chồng gặp tai nạn. Thế là người ta quyết định anh bồi ngựa cứ đi về phía trước. Ba giờ sau, khi trăng lên, Sackler sẽ lên đường phải cho một em bé đi đón để chỉ đường vào trang trại để mở cổng hàng rào chừng bốn giờ sáng xác lơ choàng kín người bằng chiếc măng tô lên đường đi bếp tô. còn ngái ngủ vì giấc nồng hắn để mình du theo nước kiệu êm êm của con ngựa mãi đến lúc con ngựa đứng sững trước mấy cái hố đầy gai đào bên những luống cày xác lơ mới trở tỉnh hắn nhớ ngay đến cái chân gãy của người bị nạn và cố ôn lại trong trí nhớ tất cả những trường hợp gãy xương mà đã học. Mưa đã tạnh, trời hửng sáng, trên cành những cây táo trụi lá, chim chóc còn im lìm đậu, lông cánh sủ lên trước gió lạnh ban mai. Đồng quê bằng phẳng, trải ra mênh mông và những bụi cây mọc quanh các trang trại từng quãng xa, điểm những vết tím than trên cái diện tích rộng lớn ấy, mất hút trong chân trời màu ảm đạm. Sackler thỉnh thoảng mở mắt ra. Rồi do đầu óc mệt mỏi, giấc ngủ tự nó trở lại. Và hắn chẳng bao lâu lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Trong đó cảm giác mới hòa lẫn với ký ức xưa. Hắn thấy mình một hóa hai, vừa là sinh viên đi qua một phòng bệnh nhân mổ như trước kia, vừa là trai có vợ, nằm ngủ trên giường như lúc nãy. Trong đầu óc hắn, hơi ấm của thuốc trường, quyện lẫn với hơi lạnh của sương đêm. Hắn nghe thấy tiếng những vòng sắt mắc màn lướt trên gióng giường và tiếng ngáy của vợ mình đang ngủ. Vừa lúc hắn qua Vasovilu, hắn thấy ở bờ rào một thằng bé ngồi trên cỏ. Ông là y sĩ phải không? Thằng bé hỏi. Nghe sắc lơ đáp lại, nó liền cầm quốc lên tay rồi chạy về phía trước. Trên đường đi qua câu chuyện của thằng bé dẫn đường, chàng y sĩ hiểu ông Huông thuộc tầng lớp nhà nông phong lưu nhất. Đêm trước khi đánh bài ở nhà một người láng giềng về, ông ta ngã gãy chân. Vợ ông ta đã mất từ hai năm nay. Ông ta chỉ còn sống với cô con gái. Cô ta giúp bố trông coi việc nhà. Bánh xe hằn vết xuống đường sâu hơn. Đã gần tới Bách Đô, thằng bé chui vào một lỗ rào, đi khuất rồi trở lại đầu sân mở cổng. Ngựa nhẹ bước trên cỏ ướt. Sạc lờ cúi đầu xuống để qua dưới các cành cây nhưng con chó giữ nhà vừa kéo xích vừa sủa trong cũi con ngựa sợ bước chệch khỏi đường vào bề ngoài trang trại có vẻ tươm tất nhìn vào các chuồng ngựa qua các cửa mở rộng người ta thấy những con ngựa cày to béo đang bình thản ăn trong những máng mới tinh dọc các căn nhà có dài một đống phân lớn hơi đang bốc lên giữa đám gà mái và gà tây năm sáu con công đang mổ mồi công là giống sang trọng ở các sân nuôi gà vịt xứ cô. Chuồng cừu thì dài, kho lúa thì cao, tường nhẵn thím. Trong một gian trống có hai cái xe bò to và bốn cái cầy với roi quất, đai cổ, phụ tùng đầy đủ, những đệm len xanh hoen bụi từ các vựa thóc rơi xuống. Cái sân dốc ngược lên, cây cây trồng cách quãng nhau một cách cân đối. Tiếng đàn gỗng đang bơi vui vẻ ở gần ao một người đàn bà trẻ mặc áo dài len xanh có ba đường viền bước ra thềm đón bovary rồi đưa hắn vào nhà bếp ở đó lửa đang rực cháy xung quanh là thức ăn sáng của gia nhân đang sôi sục trong những chiếc nồi to nhỏ khác nhau quần áo ẩm hong bên lò sưởi xẻng kẹp trở lửa ống thổi tất cả đều to tướng lóng lánh như thép bóng Dọc tường lò, xếp một bộ đồ làm bếp phong phú. Trên đó ánh lửa cùng ánh sáng đầu tiên của mặt trời dọi qua các ô cửa kính, phản ánh không đồng đều. Sạc lờ lên khác thăm bệnh nhân. Hắn thấy ông ta đắp chăn nằm trên giường, mình mẩy đổ mồ hôi, mũ vải trùm đầu bị quẳng ra xa. Đó là một con người béo đùn, tuổi 50, da trắng mắt xanh, chán hói, tai đeo khuyên. Cạnh ông ta, trên một chiếc ghế mây, có một chiếc bình lớn đựng rượu mạnh mà thỉnh thoảng ông ta lại rót ra uống để lấy dũng khí. Nhưng chợt nhìn thấy người thầy thuốc, ông ta mất hết phấn khởi, chẳng còn chửi rủa như suốt 12 giờ qua. Ông ta xoay ra, rên rỉ một cách yếu đuối. Chỗ xương gãy đơn giản, không có biến chứng gì. Sạc lời chẳng dám mong gặp trường hợp dễ chịu hơn thế bấy giờ nhớ lại những dáng dấp của các thầy học dạy mình ngay bên giường kẻ bị thương. Hắn lấy lời lẽ ôn tồn khuyến khích bệnh nhân. Cái mơn trớn của nhà mổ xẻ khác nào chất dầu nhờn bôi vào những con dao mổ. Để có những mảnh gỗ bó gãy xương, người ta phải xuống kho xe bò kiếm một bó. Sạc lờ chọn lấy một thanh, trẻ ra làm nhiều mảnh, lấy miếng kính vỡ cạo cho nhẵn. Trong khi đó người hầu cái xé vải lót giường ra làm băng. Còn im ma, gắn khâu những miếng nệm nhỏ cho chỗ bó. Vì nàng tìm mãi mới thấy bao kim. Cha nàng đội nóng, nàng không cãi một đời. Nhưng khi khâu, nàng phải đưa ngón tay lên miệng mút vì kim đâm chảy máu. Sạc lờ ngạc nhiên thấy móng tay nàng trắng lạ thường. Sáng bóng, thon thon, cọ sạch hơn đồ ngà dép và cắt theo hình hạnh nhân. Tuy nhiên bàn tay nàng không được đẹp, chẳng nõn nả lắm có lẽ thế. Các đốt có chiều hơi khô. Bàn tay nàng lại quá dài nữa, thiếu những đường cong nét uốn dịu dàng. Cây đẹp ở nàng là đôi mắt, tùy nâu sẫm lại, dường như đen lấy dưới làn mi. Nàng nhìn thẳng vào người ta bằng một vẻ táo bạo thơ ngây. Bạc bó xong, ông Huo thân mời y sĩ ăn tí chút rồi hãy về. Sạc lơ xuống căn phòng tầng dưới, hai bộ đồ ăn cùng với chén bạc đã được đặt trên chiếc bàn nhỏ dưới chân một cái giường lớn có màn treo phủ diềm hoa in hình những người thổ nhĩ kỳ hương thơm của hoa iris cùng với mùi đệm ẩm mốc bốc ra từ chiếc tủ áo lớn bằng gỗ sồi kê đối diện với cửa sổ ở dưới đất chỗ các góc tường là những bao lúa mì xếp đứng vì kho thóc gần nhà có ba bực đá bước lên kia đã đầy ứ rồi để trang hoàng căn phòng giữa bức tường sơn màu xanh ve đã chóc từng mảng vì chất diêm tiêu, treo một bức tranh đầu nữ thần Minerva bằng chỉ đen, lồng khung vàng, dưới có hàng chữ ngả. Tặng cha thân yêu. Thoạt tiên, chủ khách trao đổi về bệnh tật, rồi đến thời tiết, chuyện cữ đại hàn, chuyện chó sói chạy rông ngoài đồng ban đêm. Nàng hô chẳng được thoải mái ở thôn quê, nhất là bây giờ mình nàng hầu như phải cắn đáng mọi việc trong trang trại vì căn phòng hơi lạnh, nàng vừa ăn vừa run, làm hé cặp môi dày mà nàng hay cắn, nhấm, lúc trầm lặng. Nàng mặc một chiếc áo cổ cồn trắng bẻ gập, hai mái tóc nàng đen mượt, ngăn giữa bằng một đường ngôi nhỏ dịu dàng, uốn theo vòng sọ não, phủ gần khuất cả tay, lượn như làn sóng trên hai thái dương, rồi chùm lại ở phía sau đầu thành một cái búi to tướng mà lần đầu tiên trong đời mình người thầy lang thôn quê nhận thấy gò má của nàng hồng hào nàng dắt chiếc kính gọng đồi mồi giữa hai cái khuy trước ngực như một người đàn ông charles sau khi lên gác từ biệt ông huô trở lại căn phòng đó trước lúc ra về hắn thấy nàng đứng áp chán vào cửa sổ nhìn ra khu vườn chỗ những cọc cắm cho đậu đỗ leo đã bị lật đổ vì trận gió nàng quay mặt lại hỏi hắn Ông tìm gì chăng? Hắn đáp. Thưa cô, tôi tìm cái roi ngựa. Rồi hắn lục lọi trên giường, sau cửa, dưới ghế, cái roi rơi xuống đất, giữa những bao lúa mì và bức tường. Khi mà chợt thấy bèn cúi xuống nhặt, sắc lơ vì nhã ý, vội xô lại, cũng sang tay ra để với như nàng. Hắn cảm thấy ngực mình đụng nhẹ vào lưng cô gái, khom người trước hắn, Nàng đứng thẳng lên, mặt đỏ ửng, vừa ngước nhìn hắn qua vai, vừa đưa cho hắn cái soi cân bò. Đáng lẽ ba ngày nữa, hắn mới trở lại bếp tô, như hắn hẹn. Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã đến, rồi cứ đều đều mỗi tuần hai lần, không kể những cuộc thăm viếng bất ngờ, mà thỉnh thoảng, hắn rẽ vào như vô tình. Và chăng, mọi sự đều yên đẹp, vết thương khỏi dần đúng phép, và 46 ngày sau, khi thấy ông Huo tập đi một mình trong căn phòng của mình, người ta bắt đầu coi ông Bovary như một bậc tài cao. Ông Huo nói rằng những tay y sĩ giỏi nhất ở Yvetot hay cả ở Hoan cũng chẳng chữa được cho ông ta tốt hơn. Còn Sắc Lơ, hắn chẳng hơi đâu tự hỏi vì sao hắn thích đến trang trại Bách Nếu hắn có nghĩ đến chăng nữa, thì hắn sẽ đổ là hắn sốt sắng vì trường hợp bệnh nặng, hoặc có lẽ là hắn hy vọng được lợi. Nhưng có phải vì thế mà những cuộc viếng thăm trang trại kia lại thành một cái gì khác thường mà thú vị giữa những công việc khô khan của đời hắn không? Những buổi ấy, hắn dậy sớm, thúc ngựa phi nước đại, rồi xuống chùi chân vào cỏ, lồng tất tay đen trước khi vào. Hắn thích thú thấy mình bước vào sân. Khi thấy vai mình đụng chiếc rào chắn, đang quay, thấy con gà trống đứng cái trên tường, thấy người hầu kẻ hạ ra đón, Hắn thích thú cái kho lúa và những chuồng ngựa, thích thú ông Huo vừa đập nhẹ vào tay hắn, vừa gọi hắn là cứu tinh. Thích thú tiếng giày guốc nhỏ của Emma trên nền gạch nhà bếp rửa sạch. Đôi gót giày cao làm nàng to lớn lên một chút, và khi nàng đi trước hắn, đế gỗ nâng nhanh, miết vào da giày thành tiếng kêu ken két. Bao giờ nàng cũng tiễn chân hắn ra đến tận bực đầu thềm, khi người ta chưa kịp dẫn ngựa lại thì nàng còn đứng đấy hai người từ biệt nhau không ai nói gì nữa không khí lồng lộng bao quanh nàng lật tung những sợi tóc tơ ở gáy hoặc lay động những dải buộc tạp về những dải cờ một lần vào lúc trời tan giá vỏ cây rỉ nước ngoài sân tuyết trên mái nhà chạy xuống nàng đứng ở thềm nàng đi tìm cái dù mở ra cái dù bằng lụa xanh biếc, lóng lánh như cổ chim câu khi ánh nắng xuyên qua, đã tỏa ánh sáng buôn màu vào da mặt trắng trẻo của nàng. Nàng mỉm cười dưới dù, đón chào tiết trời ấm áp, và người ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên nền lụa vẫn được căng thẳng. Thời gian đầu, lúc Sackler lui tới Beto, vợ hắn không quên hỏi tin tức về người bị nạn hơn nữa trong cuốn sổ kế toán kép mà mụ giữ, mụ còn dành riêng cho ông Hugo một trang giấy trắng toát. Nhưng đến khi mụ biết lão có một cô con gái thì mụ liền đi thăm dò. Mụ được tin cô con gái ông Hugo khôn lớn ở nhà tu đã được dạy dỗ tử tế, theo tin đồn, đến nỗi biết cả khiêu vũ, lẫn địa lý, hội họa, dệt thảm và chơi đàn piano, thực là tuyệt đỉnh. Mụ tự nhủ ra vì thế mà hắn mặt mày hớn hở khi đến thăm nó. Lại là diện di lê mới, chẳng sợ mưa làm hư hại ư. À, con đàn bà ấy, cái con đàn bà ấy. Thế rồi mụ tự nhiên ghét nàng. Thoạt tiên, mụ còn nói bóng gió cho đỡ bực. Sạc lơ không hiểu. Sau mụ có những phản ứng bất thần khiến hắn phải làm lơ để khỏi sinh to chuyện. Cuối cùng mụ đột nhiên chất vấn hắn, làm cho hắn chẳng biết đáp lại ra sao. Sao ông Hùa đã khỏi rồi mà anh còn nếm trang trại tô làm gì? Sao bọn họ chưa trả tiền? À, là vì ở đó có một tiểu thư, một con người biết chuyện trò, biết thêu thùa, một con người có học thức. Anh chỉ ham cái đó thôi, anh cần những cô gái thành thị cơ. Rồi mụ nói tiếp. Còn cái lão Hùa mà làm cô gái thành thị à? Thôi đi, ông đã làm nghề chăn cừu, một thằng anh họ nó nữa, tí nữa phải ra tòa đại hình vì dùng đòn hiểm trong một cuộc đánh nhau làm gì mà nó phải nổi trống khua chiêng như thế, nó phải vận áo lụa đi lễ nhà thờ ngày Chủ Nhật như thể một bà bá tước. Mà tội nghiệp lão già, nếu chẳng vớ được món cây cải đầu năm ngoái thì cũng chẳng còn biết xoay sở vào đâu để mà trả nợ. Vợ sắc lơ khóc lóc nức nở, bồng bột bộc lộ tình yêu, bắt hắn tay cầm kinh, miệng thề thốt không đến bé tô nữa. Hắn đành tuân theo song ở hắn, lòng ham muốn mạnh mẽ phản kháng lại hành vi phục tùng. Rồi bằng một ý nghĩ quay quắt tự nhiên, hắn tưởng rằng việc cấm đoán hắn đến thăm người ấy là hắn có quyền được yêu người ấy. Và chăng, mụ quá lại gầy còm, răng nhe cả ra, tứ thời trùm khăn san đen, đùi khăn rủ xuống tận giữa bả vai, thân hình cứng nhắc bó chặt trong chiếc áo dài như gươm lồng trong vỏ váy ngắn cuộn cỡn để lộ cả mắt cá chân với đôi giày rộng bản bắt chéo trên đôi bít tất xám. Bà mẹ xác lơ, thỉnh thoảng cũng lên chơi, nhưng chỉ sau vài ngày, con dâu đã kéo mẹ chồng vào hùa, và khi ấy, hai người cứ nói ra nói vào, đay nghiến hắn như hai con dao rạch vào thân hắn vậy. Hắn có cái tội ăn quá nhiều. Tại sao bà ai đến nhà, hắn cũng mời rượu. Hắn có cái thói ương lạ đời là không chịu mặc hàng nị sang đầu xuân một chuyện xảy ra là một viên quản lý văn khế ở Angoville giữ vốn cho mụ quá lưu búc đáp tàu biển cuốn khói mang theo tất cả tiền bạc trong văn phòng của y Hiluy thật ra ngoài món cổ phần dành cho việc chạy tàu thủy tính đến sáu ngàn quan vẫn còn có một nhà ở phố saint françois thế nhưng trong nhà chẳng thấy chút tăm hơi nào về cái tài sản mà người ta làm rùm beng lên trừ một tí đồ đạc và vài bộ quần áo cũ phải tính lại cho đích xác mới được cái nhà ở gypi thì đã bị thế nợ vào đấy nhiều phen như mọt đục đến tận cột sàn còn tiền bạc ở phòng quản lý văn khế thì có trời mà biết cổ phần vào cái tàu biển không quá nghìn ê quy vậy ra mụ quá này dối trá Điên tiết lên, ông Bovary bố đập gãy tan một chiếc ghế xuống nền gạch, đổ tội cho vợ đã làm khổ con trai bằng cách buộc nó vào một con ngựa già ốm yếu mà yên cương lại không đáng bộ ra. Hai ông bà kéo nhau đến Tos, người ta đôi co, thế là những cơn thịnh nộ nổi ra. Vợ sắc lơ khóc rướt mứt, chạy lại nét vào cánh tay chồng, van chồng che chở, kẻo bị cha mẹ chồng làm nhục. Sạc lơ ra ý bên vợ, hai ông bà giận dữ bỏ về quê. Nhưng đòn đã đánh trúng. Tám ngày sau, vợ sắc lơ đang phơi quần áo ở sân, bỗng khạc ra máu. Rồi hôm sau, đương lúc chồng đứng quay lưng kéo tấm màn che cửa sổ, mụ thốt lên. Ôi trời ơi! Thở dài một cái và ngất đi. Mụ ta đã chết. Thật là lạ lùng.